Nguyên Audio xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa cây của hãng Kenwood tiếp tục về tại cửa hàng. Đó là cặp loa cây Kenwood KST245 do Nhật Bản sản xuất. Đôi loa này thì Nguyên Audio đang bán với giá 5.500.000 đồng, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Nó sở hữu hai loa bát điện 18 cm, màng carbon, gân cao su. Gân cao su của nó thì đánh tiếng rất là mềm và rất là dai bền, quý vị không phải thay. Và nó sử dụng một loa chép đôm và có một lỗ thông hơi rất là lớn nằm ở bên dưới đấy ạ. Và đây là tem của hãng Kenwood. Đôi này thì chúng ta nhìn trang trí rất là sang trọng. Nó có chiều cao 97 cm, rộng 23, có nghĩa là chiều ngang của đôi loa này là 23 cm, và nó có chiều sâu là 30 cm, trở kháng 8 ohm, công suất 100W trên một thân thùng. Đôi loa về tại cửa hàng trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin nguyên bản 100%, zin từng con ốc. Quý vị thấy ốc của nó sử dụng toàn bằng ốc lục lăng thôi, ốc lục giác thôi. Tất cả các góc cạnh của nó thì chưa bị sứt sẹo một chút nào. Đôi loa này thì quý vị có thể chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero cho đến nhạc đàn, nhạc mạnh đều có thể chơi được. Và quý vị sử dụng 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Với mức giá rất là mềm mại, 5.500.000 đồng. Tiếng rất là hay quý vị nhé, bass rất là sâu và mềm, bởi vì nó sử dụng hai loa bát điện ạ. Dòng này thì nó rất là dễ ghép âm ly, quý vị có thể ghép vào những dòng âm ly Jaguar 203, 506 hoặc là những chiếc âm ly Samsung, Pioneer, Denon đều được. Quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio. Số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc.